Duy Mạnh xéo tên Thủy Tiên đáp trả anti-fan cực gắt. Thà cô tiên của bọn mày nói quyên góp được gần 200 tỷ, nhưng xin phép ăn 10-20%, nghe còn hợp lý. Cách đây ít ngày, ca sĩ Duy Mạnh lại tiếp tục có phát ngôn liên quan đến ồn ào sao kê của loạt nghệ sĩ Việt trong cuộc chiến với bà Nguyễn Phương Hằng. Dòng ca kiếp đỏ đen chỉ ra điểm chí mạng khiến hàng loạt cái tên thất thế trước ồn ào với nữ CEO. Theo quan điểm của ca sĩ Duy Mạnh, những ai đi làm từ thiện, nếu có lỡ ăn chặn thì dù bị chửi cỡ nào thì cũng không nên tung sao kê. Theo nam ca sĩ, hành động đó là cái bẫy khiến loạt sao Việt thất thế, vì đã làm sai thì tung sao kê cỡ nào cũng bị các thánh soi phát hiện ra lỗ hổng. Anh cho rằng, điều cần làm nhất với những người nghệ sĩ đi làm từ thiện chính là học cách im lặng trước thách thức sao kê. Mới đây, thợ hát đình đám một thời lại tung đoạn video nhún nhảy trên ô tô kèm dòng trạng thái. Xin gửi lời chào anh em Nghệ An, gửi tặng anh em Nghệ An của tớ bài hát tựa đề Tôi không sao kê đâu. Ngay bên dưới bài đăng, rất nhiều cư dân mạng để lại bình luận mỉa mai, ném đá vào Duy Mạnh vì suốt ngày cà khịa đồng nghiệp, đáp lại anh cũng không ngần ngại khẩu chiến tới bến. Trong đó, một bình luận đáp trả netizen của Duy Mạnh có nhắc đến Thủy Tiên khiến dân tình phát sốt vì quá thẳng thắn. Không hiểu sao có nhiều thằng cuồng thần tượng mà ngu thật. Từ trước giờ, tao ít thấy ở Việt Nam có thằng thợ hát con hát nào bỏ 3 tỷ tiền túi ra làm từ thiện bao giờ. Hầu như toàn hô hào quyên góp hoặc bán đấu giá một món đồ gì đó, rồi lấy tiền đó để làm từ thiện. Thế mà cô tiên của bọn mày đã hô hào quyên góp được gần 200 tỷ làm từ thiện rồi, lại còn bỏ 3 tỷ tiền túi để làm từ thiện nữa. Thế mà cũng tin được hả? Thà cô tiên của bọn mày nói là em hô hào quyên góp tiền từ thiện được gần 200 tỷ, nhưng em xin phép được ăn 10-20% vì công sức em bỏ ra. Nghe nó còn hợp lý và không bị cộng đồng mạng chửi rồi lập hẳn group anti gần hơn 200.000 thành viên nó chửi. Chưa dừng lại ở đó, Duy Mạnh còn nói thêm. Ví dụ, hô hào được 10 tỷ, bọn nó làm từ thiện 5 tỷ rồi đớp 5 tỷ. Mày chỉ biết mày được bọn nó ban phát cho mày. Đáng lẽ số tiền mà bọn nó đớp còn chi được cho nhiều người nghèo khổ khác nữa, biết chưa con? Là người đứng ngoài cuộc chiến giữa bà Phương Hằng và một số nghệ sĩ làm từ thiện, tuy nhiên, Duy Mạnh vẫn thường xuyên theo dõi và có những phát ngôn liên quan đến những ồn ào này. Thậm chí, nam ca sĩ còn sáng tác bài hát với tên Tôi không sao kê đâu, được cho là đã xoáy ồn ào sao kê trong showbiz vừa qua. Đoạn clip ngắn gần 5 phút của Duy Mạnh hiện đang nhận về lượng tương tác khủng với hơn 44.000 like và 4.000 lượt bình luận. Có thể thấy cho đến hiện tại, những chia sẻ của Duy Mạnh vẫn đang thu hút được sự chú ý từ đông đảo mọi người. Nhất là trong giai đoạn vấn đề từ thiện và sao kê đang trở thành chủ đề hot được truyền thông và công chúng đặc biệt quan tâm. Sau khi mạng xã hội phát triển, nghệ sĩ dùng từ thiện như công cụ để kiếm tiền. Trước đây khi Duy Mạnh nói chuyện này, không ít người đã ném đá anh. Nhưng giờ đây ồn ào xuất hiện, họ mới công nhận nam ca sĩ nói đúng. Duy Mạnh cho rằng mình và các đồng nghiệp không khác gì nhau, cũng chơi bời tham lam. Tuy nhiên anh dám nói và thể hiện ra, còn người khác lại giấu đi để giữ hình ảnh đẹp, rồi từ đó đi làm từ thiện. Nhiều nghệ sĩ lên báo chí nói rằng họ phải bán tài sản đi để làm từ thiện. Không ít người thì chụp ảnh quay phim khẳng định rằng mình khổ sở vất vả này kia. Những người làm từ thiện thật, họ lại không như vậy. Người chiến sĩ hy sinh chống lũ lụt, những bác sĩ qua đời vì dịch bệnh, có ai biết mặt biết tên họ đâu. Nhưng những gì họ làm thật sự giá trị và đáng quý, nam ca sĩ chia sẻ. Duy Mạnh cho biết, không chơi với giới nghệ sĩ nên không sợ mất lòng khi đưa ra quan điểm về chuyện làm từ thiện. Đối với vấn đề sao kê, anh khẳng định, mình sống đàng hoàng thì sao phải sợ.